các bạn á. Đây bạn bạn mình ở miền Trung ha, mình thuận lên giao lưu chơi. Anh chưa chơi loại này, anh chưa khoái chứ mày mong này cái con này khoái lắm. Ờ không có, không có, tụi nó mua bánh tụi nó đi la ngà rồi. Đúng rồi, cái con đầu xanh này thì thấy nhiều hơn. Quý vị, anh này anh nói chung là mới tập chơi con sâu vàng này quý vị. Nhưng mà cái đuôi đây hồi rồi vậy mà anh hỏi trống. Có bao trống không? À, anh bạn mình ở miền Trung, ở Bình Thuận ha. Nói chung là anh em biết nhau là ở trong YouTube đó các bạn. Thì thôi cũng giao lưu với anh là cho nó vui ha. Nè con số 6 của mình nữa gì ha. À, chia tay với con số 6 về nhà mới là nó lựa nó ngắn vô nó lựa nó mỗi tháng lấy anh nhiêu tiền như đó anh không biết, tôi rút anh nữa 50 không anh bỏ xe.